Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chợ Phàm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài thứ hai của hành học lớp 8, đó là bài hình thang. Giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất là phần định nghĩa. Khi thầy có tứ giác ABCD có hai cạnh đối diện là cạnh AB và CD song song với nhau thì tứ giác này được gọi là hình thang. Và hai cạnh đối diện song song này người ta còn đặt thêm cái tên nữa là hai cạnh đáy của hình thang, cạnh AD và cạnh BC không có song song thế này thì gọi là hai cạnh bên. Đường thẳng kẻ từ đỉnh A vuông góc với cạnh đáy còn lại thì gọi là đường cao của hình thang. Tuy nhiên ta vẫn có thể vẽ từ đỉnh B vuông góc cạnh đáy cũng gọi là đường cao của hình thang, hoặc ngược lại các em vẽ từ đỉnh D vuông góc với cạnh đáy còn lại là AB, hoặc là từ đỉnh C vuông góc cạnh đáy còn lại là AB đều gọi là đường cao của hình thang hết. Như vậy thầy nhắc lại chỗ này, nếu một tứ giác có hai cạnh đối diện song song với nhau, hai cạnh đối diện song song với nhau thì tứ giác đó được gọi là hình thang. Hai cạnh đối diện song song được gọi là hai cạnh đáy của hình thang. Cạnh nhỏ được gọi là đáy nhỏ, cạnh lớn thì được gọi là đáy lớn. Nếu hình thang này người ta xoay nó một hướng khác, không phải là nằm như thế này, thì chúng ta cũng căn cứ vào hai cạnh đối diện song song thì đều gọi nó là hai cạnh đáy của hình thang hết, chứ không phải hai cạnh đáy là hai cạnh, cái cạnh nằm trên cái nằm dưới các em, mà là hai cạnh song song thì mới gọi là hai cạnh đáy của hình thang. Bây giờ chúng ta vận dụng cái định nghĩa để xét xem những cái tứ giác trong hình 15 này có phải là hình thang hay không. Thầy lưu ý, để nó một tứ giác trở thành hình thang thì tứ giác nó phải có hai cạnh đối diện song song với nhau, hai cạnh nào cũng được. Không nhất thiết là hai cạnh này, cũng không nhất thiết là hai cạnh ở đây, hai cạnh nào cũng được, miễn hai cạnh đối diện song song với nhau là được. Ví dụ chúng ta xét vào hình A. Hình A thầy có tứ giác ABCD như hình vẽ thế này. Trong đó có góc A2 bên ngoài là bằng 60 độ và góc B bên trong là bằng 60 độ. Chúng ta nhận thấy được hai góc này nó bằng nhau, mà ở vị trí soi lai trong mà mình đã học ở lớp 7, hai góc bằng nhau ở vị trí soi lai trong thì suy ra được hai cái cạnh mà tạo ra được hai góc đó, như là cạnh BC và cạnh AD này là hai cạnh song song với nhau. Trong một tứ giác mà có được hai cạnh song song thì mình kết luận được tứ giác đó là một hình thang, và hai cạnh song song này người ta gọi là hai cạnh đáy của hình thang. Đây thầy giải như sau. Ta xét tứ giác ABCD có được góc B góc A2 đều bằng 60 độ, giải thích cho mà hai góc này ở vị trí soi lai trong, cho nên theo kiến thức của lớp 7 chúng ta suy ra được hai cạnh BC và AD song song với nhau. Từ đó ta kết luận được tứ giác này nó là ABCD này là một hình thang. Tương tự như vậy, chúng ta xét xem bên cái hình B, hình 15B này coi nó có phải là một hình thang hay không. Chúng ta cũng dựa vào những cái điều kiện đề cho sẵn ở đây và xem coi điều kiện này có giúp cho những cạnh đối diện trong tứ giác này nó song song với nhau hay không, hay là hai cạnh đối diện này nó song song với nhau hay không. Mình quan sát ở đây chúng ta thấy được cái góc G và góc H, góc G 105 độ và góc H là 75 độ. Hai góc này ở vị trí là trong cùng phía mà cộng lại là 180 độ. Vậy theo tính chất của lớp 8 mình đã được học, xin lỗi lớp 7 đã được học, thì hai góc trong cùng phía cộng lại bằng 180 độ thì chứng tỏ hai cạnh tạo ra hai góc đó nó song song với nhau. Vậy thì ta sẽ suy ra được góc GF và EH song song với nhau, hay nói khác là tứ giác GF EH này nó là một hình thang. Và lúc này hai cạnh GF và EH là hai cạnh đáy các em, tại vì hai cạnh này song song với nhau. Thầy có cái bài giải. Xin lỗi đây, bài giải đây. Bài giải của hình B. Ta có được hai góc này cộng lại là 180 độ mà hai góc này ở vị trí là trong cùng phía.
cho nên suy ra được hai cạnh GF và HE song song, dẫn đến cái thứ giác GFEH là một hình thang. Tiếp tục chúng ta xét tiếp tới câu C, hình C. Trong hình C này chúng ta cũng tương tự như vậy, mình xem coi dựa vào những yếu tố đề cho sẵn, những yếu tố đề cho sẵn để chứng tỏ những cạnh đối diện với nhau song song với nhau, những cạnh đối diện trong cái tứ giác này song song với nhau. Giờ chúng ta xét xem, đầu tiên mình có góc Y và góc N. Đây là hai góc ở vị trí đồng vị, ở vị trí đồng vị, nhưng hai góc này nó không bằng nhau, do đó là hai cạnh IM và NK không song song với nhau được. Nhìn mắt thường chúng ta cũng thấy nó không song song nhau được nha các em. Chúng ta lưu ý, theo tính giác mình học ở lớp 7, hai góc đồng vị bằng nhau thì hai cạnh mà tạo ra hai góc đó nó mới song song với nhau. Tương tự như vậy, thầy cũng phát hiện ra góc giữa góc N và góc K. Đây là hai góc sau lai châm, hai góc sau lai châm, giống như góc B và góc A2 bên đây, góc N2 bên đây, góc N2 bên đây và góc K, đặt là N2 đi. Góc N2 và góc K này nó ở vị trí sau lai châm, tuy nhiên hai góc này không bằng nhau, góc 115 độ, góc 120 không bằng nhau, do đó hai cái đường thẳng tạo ra hai góc này là IN và MK cũng không song song. Kết luận cuối cùng, trong tứ giác MINK này không xuất hiện những cặp cạnh đối song song với nhau được, cho nên tứ giác này không phải là hình thang. Các em lưu ý nha, không xuất hiện được một cặp cạnh đối diện song song thì không thể là hình thang. Còn nếu nó xuất hiện được một cặp cạnh đối diện song song thì kết luận nó là hình thang. Các em lưu ý kỹ cái này. Nói tóm lại, để chứng tỏ một tứ giác là một hình thang, chúng ta dựa vào định nghĩa thì phải chứng tỏ được tứ giác đó có hai cạnh đối diện song song bằng nhiều cách mà mình đã được học ở lớp 7, những quan hệ giữa hai đường thẳng song song, những quan hệ giữa những quan hệ giữa hai đường thẳng vuông góc dẫn đến song song. Quan hệ giữa hai đường thẳng song song thì chúng ta có được những cặp góc so lai châm bằng nhau, những cặp góc đồng vị bằng nhau, những góc trong cùng phía thì bù nhau và cộng lại 180 độ. Hoặc quan hệ giữa những đường thẳng song song với nhau, hoặc quan hệ hai đường thẳng song song với đường thẳng thứ ba, hoặc là quan hệ hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Thì đây là những quan hệ song song mà các em phải xem lại để chúng ta có thể chứng tỏ được những cạnh song song với nhau, để chứng tỏ một tứ giác nào đó nó là một hình thang. Giờ vận dụng cái những cái yếu tố song song trong hình thang để chúng ta giải quyết một số bài tập trong sách giáo khoa. Đầu tiên thì mời chúng ta vào bài tập số 7 ở trang 71. Đối bài này người ta cho mình ba cái hình ABC và cho sẵn cái tứ giác ABCD này nó là hình thang và có hai cạnh đáy. Ở đây người ta khẳng định với mình hai cạnh đáy AB và CD thì mình biết ngay hai cạnh đáy thì nó phải luôn luôn song song với nhau. Các em kỹ nhớ kỹ điều này. Rồi, bây giờ chúng ta cứ lưu ý là mình đã có được AB và CD lúc nào cũng song song với nhau hết, nhờ vào giả thiết cho nó là hai cạnh đáy của hình thang. Ở đây là cạnh trên cạnh dưới nè, đây là hai cạnh bên nè, hoặc là cạnh trên cạnh dưới này. Rồi, giờ chúng ta đi giải quyết vào cái hình A trước. Hình A, nhờ vào tứ giác này có hai cạnh đáy là AB và CD cho nên mình có được AB song song với CD. Rồi, khi đó thầy phát hiện ra được giữa cái góc A và góc D này nó là cặp góc trong cùng phía, hay là góc B và góc C này cũng là cặp góc trong cùng phía, những góc trong cùng phía quan hệ trong cái đường thẳng song song thì hai góc này cộng lại luôn luôn bằng 180 độ. Do đó chúng ta sử dụng cái nhờ vào tính chất song song này và nhờ vào cái góc trong cùng phía này để chúng ta tìm được x bằng bao nhiêu. Khi đó thầy có góc A cộng D bằng 180 độ, thay vào thì ta được x là 140 độ. Tương tự giữa góc B và góc C, ở đây thầy nhầm cái này các em, đây là góc A và góc D. A và D. Rồi góc D mình là 80 độ. Mình là 80 độ. Thì ta trừ ra được là 100 độ. Rồi giữa tương tự góc B và góc C, B và góc C, B và C, rồi B mình là 40 độ, trừ ra thì được 140 độ.
vậy là x mình sẽ được là 100 độ và y mình là 140 độ. Nói tóm lại, để giải quyết được dạng bài tập như thế này, chúng ta sẽ dựa vào tính chất song song, dựa vào cặp góc sau lai trong, góc trong cùng phía và cặp góc đồng vị để chúng ta giải quyết những dạng toán như thế này. Tiếp tục qua bài B. Bài B thì chúng ta lúc này là mình phải nhớ cho kỹ là cạnh AB luôn luôn song song với CD, do đó là hai cạnh đáy của hình thang. Do đó mình phát hiện ra được giữa góc A và góc D2 bên ngoài, AD2 này nó là cặp góc đồng vị, mà trong quan hệ song song thì cặp góc đồng vị nó sẽ bằng nhau. Giữa góc B và góc C này nó là quan hệ góc so lai trong nên cũng bằng nhau luôn. Thì ta qua cái bài giải của bài 7B. Thầy có được góc B1 và góc C này ở vị trí so lai trong, cho nên mình có y sẽ bằng 50 độ, hay là góc C 50 độ đó. Giữa góc A và góc D1 này nó là ở vị trí đồng vị, vị trí đồng vị nên bằng nhau, do đó x này mình bằng 70 độ. Vậy là đối với bài C này chúng ta có thể giải hoàn toàn tương tự giống như là bài A. Đây bài C mình phát hiện ra giữa vị trí của y và 65 độ này, hay góc A và góc D này là ở vị trí trong cùng phía, còn giữa góc B và góc C này là ở vị trí trong cùng phía luôn. Trong đó các em cái nhớ cái ký hiệu vuông góc là bằng 90 độ nha, chỗ góc C này. Như vậy bài 7C các em về tự làm bài 7C này xem như bài tập về nhà. Nói tóm lại, qua bài này chúng ta đã vận dụng được định nghĩa của hình thang có hai cạnh đáy song song, dựa vào tính chất song song và những cặp góc sau lai trong trong cùng phía đồng vị để chúng ta tìm được những cái giá trị đi trong những quan hệ này. Để chúng ta qua một cái phần tiếp theo nữa của bài, đó là nhận xét. Nhận xét đầu tiên, nếu một hình thang có hai cạnh bên song song, hiện tại hình thang của chúng ta là chỉ cần một cặp cạnh đối diện song song thôi, chưa nói gì hai cạnh bên hết. Bây giờ nếu mà đề bài, nếu mà nhận xét này cho là nếu mà hai cạnh bên này song song luôn thì hai cạnh bên này nó sẽ bằng nhau và hai cạnh đáy của nó cũng sẽ bằng nhau luôn. Đây là một cái nhận xét chúng ta xem như một cái tính chất mà mình sử dụng để chúng ta làm những bài tập. Thầy lấy ví dụ, thầy có được cái hình thang đầu tiên là hình thang ABCD, bên nó phải là AD và BC đây. Rồi nếu đề bài lúc này cho thêm hai cạnh bên song song với nhau, giống như nhận xét đây, hai cạnh bên song song, thì chúng ta suy ra được hai cạnh bên này nó bằng nhau luôn và hai cạnh đáy này cũng bằng nhau luôn. Đây là một tính chất mà chúng ta sẽ vận dụng nó để mà làm. Và nói tóm lại, trong hình thang nếu hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên này bằng nhau và hai cạnh đáy này cũng bằng nhau luôn. Bình thường thì mình thấy nó không bằng nhau, nhưng mà nếu điều đặc biệt xảy ra là hai cạnh bên song song thì suy ra hai cạnh bên này hiển nhiên bằng nhau và hai cạnh đáy này cũng hiển nhiên bằng nhau luôn. Nhớ kỹ tính chất này. Giờ chúng ta qua cái nhận xét thứ hai. Xét thứ hai, nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau, hồi nãy chúng ta nói về hai cạnh bên thôi, giờ nói hai cạnh đáy. Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau. Hiện tại hai bình thường một hình thang của mình thì hai cạnh đáy này chưa chắc bằng nhau. Bây giờ nếu mà hai cạnh đáy này nó bằng nhau thì hai cạnh bên này nó sẽ hiển nhiên song song và bằng nhau. Vậy ta lưu ý kỹ cái này, đây là quan hệ giữa hai cạnh đáy và hai cạnh bên. Thầy tóm gọn hai nhận xét này như sau: nếu hình thang song song và bằng nhau, ngược lại nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên này sẽ bằng nhau và hai cạnh đáy này nó sẽ bằng nhau. Để chúng ta nhớ kỹ tính chất này để vận dụng làm những bài tập khác. Giờ thầy đi ra một định nghĩa thứ hai là hình thang vuông. Hình thang vuông, ta định nghĩa hình thang vuông là một hình thang có một góc vuông. Đầu tiên đó là hình thang trước đã, trong hình thang đó xuất hiện một góc vuông, góc vuông ở đâu cũng được hết, thì hình thang đó được gọi là hình thang vuông. Vuông tại A cũng được, mà tại D cũng được, tại B cũng được, tại C cũng được, miễn hình thang có một góc vuông thì
thì nó là năng buông. Qua đây thầy có một điều lưu ý để các em phải nhớ, do tính chất của hình thang là hai cạnh đối diện nó song song với nhau, hai cạnh đá song song với nhau, thì nếu A vuông thì D hiển nhiên sẽ vuông theo. Đây là tính chất học ở lớp 7, một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại. Vậy là chúng ta có được AB song song CD. Nếu đường thẳng AD này vuông với AB thì AD này cũng vuông với CD luôn, do đó góc D này cũng là góc vuông luôn. Chú ý kỹ nha các em. Rồi, như là qua bài này thầy đã hướng dẫn chúng ta có hai cái định nghĩa. Thứ nhất là hình thang, hình thang là phải có hai cạnh đối diện song song. Thứ hai là định nghĩa về hình thang vuông, hình thang vuông này phải xuất phát từ hình thang, nó là hình thang mà hình thang này có một góc vuông nên gọi là hình thang vuông. Thầy lưu ý một điều, trong hình thang thì đề bài định nghĩa là sẽ cho chúng ta có hai cạnh đối diện song song, cho nên chúng ta sẽ dựa vào hai cạnh song song này mà mình vận dụng những cặp góc so lay trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau, trong cùng phía bù nhau để giải những bài tập tìm x, tìm y, tính ra số đo của đó. Rồi về nhà các em làm thêm những cái bài tập còn lại như bài tập 7C, bài tập 8 và bài tập 9, cái trang 71. Cái tiết sau chúng ta sẽ sửa những bài tập này. Chào các em, chúc các em học tốt.